nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên sinh năm 1943 tại xã Xuân Long, Đồng Xuân, Phú Yên đã ra đi ở tuổi 77, để lại sự tiếc nuối đối với khán giả yêu tuồng trong và ngoài nước. Hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật, những công hiến của bà trong suốt cuộc đời cũng đã để lại cho sân khấu tuồng những tài sản tư liệu quý giá với nhiều vai diễn xuất sắc như Trưng Trắc trong vở tuồng Trưng Nữ Vương, Bà Huyện trong Nghêu Sỏ Ốc Hến, Phương Cơ Giả Điên Qua Ải, Hề Nghe Tin Dữ. Đặc biệt, vai diễn trong trích đoạn Ông Già Cõng Vợ Đi Xem Hội trở thành vai diễn đóng đinh trên sân khấu tuồng của nghệ sĩ Đàm Liên, trở thành vai diễn mẫu mực trong nghệ thuật tuồng và được nhiều thế hệ nghệ sĩ ghi nhận học hỏi. Là nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên, chị có nhiều thế mạnh, khuôn mặt của chị là quá đẹp, xuất hiện trên sân khấu là rực rỡ. Có nhà thơ còn đã đặt cho chị một cái câu thơ là mắt em là cả dòng sông, thuyền anh xuôi ngược trên dòng mắt em. Thì đấy là một cái mà lung linh cái khuôn mặt của chị ra xuất hiện trên sân khấu, không có một nghệ sĩ nào có thể vượt khỏi cái khuôn mặt của nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên, với bằng cái đôi mắt biểu diễn có lửa, có thần, có nội tâm để truyền tải cái hình tượng nhân vật mà chị đã đảm nhận. Cái sự hút hồn ấy chính là làm cho khán giả yêu mến. Trong nhiều năm gắn bó, trăn trở với nghệ thuật truyền thống, nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên cùng với chồng là nhạc sĩ Vĩnh An đã mạnh dạn tìm cách đưa tuồng trở thành một loại hình ca hát trong các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền. Chồng thì viết những bài hát tuồng đầu tiên, còn vợ chính là người nghệ sĩ đầu tiên hát những bài hát tuồng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ làn sóng phát thanh, nỗi lòng muốn lan tỏa, truyền bá nét đẹp của nghệ thuật tuồng của nữ nghệ sĩ đã đi khắp muôn nơi, đến với thính giả cả nước. Ở Đài Tiếng Việt Nam, phòng dân ca và cá nhân tôi không bao giờ quên được công của nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên và nhạc sĩ Vĩnh An là chồng của bà. Hai người đã nghiên cứu rất kỹ để đưa hát tuồng lên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như quý vị các bạn đã biết, thì nghệ thuật tuồng là một môn nghệ thuật độc đặc sắc, và mỗi một làn điệu nó gắn chặt với cái tình huống của vở diễn. Thế nhưng mà nhạc sĩ Vĩnh An và nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên đã tìm cách để làm sao khi tiếng hát tuồng đưa lên đài mà vẫn nhẹ nhàng đầm thắm. Trong nhiều đóng góp của bà về các vai diễn, vở diễn, thì cái việc đóng góp trong cái xây dựng, truyền thụ, dạy dỗ cho các cái thế hệ nghệ sĩ trẻ của nhà hát cũng rất là nhiều. Từ lúc mà bà đang công tác cũng như đến khi bà nghỉ hưu thì bà vẫn đau đáu với nghề và vẫn thường xuyên trao đổi rồi giới thiệu và đặc biệt là hướng dẫn cho các cái thế hệ trẻ, trong đó có nhiều cái người nghệ sĩ từ khi học bà đến bây giờ đã trở thành các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú và các cái tài năng trẻ. Khán thính giả sẽ nhớ mãi giọng ca đầy ấn tượng, sự thể hiện tài tình của nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên, nhớ về ngọn lửa cháy bỏng, những cống hiến miệt mài và sự đóng góp cho sự phát triển của nghệ thuật tuồng nước nhà.